Hôm nay xin giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một mẫu bàn tay của một single mom, đó là bà mẹ đơn thân. Trong thời đại hiện nay là bà mẹ đơn thân không còn là chuyện hiếm, đã được xã hội chấp nhận rất nhiều. Tình duyên lận đận mà, giang dở mà. Vì thế không có được một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, phải sống ở vậy một mình và nuôi con. Thực sự là xin cảm thông cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Mẫu bàn tay này sinh năm 1986, đó là nữ giới. Vậy những điểm nào trong mẫu bàn tay phản ánh chủ nhân lận đận trong đường tình cảm, khiến cuộc đời phải chịu nhiều đau thương đến như vậy? Ai sinh ra làm người, nhất là nữ giới, cũng luôn luôn hy vọng có một cái gia đình đầm ấm đầy đủ, chứ chả ai muốn nuôi con một mình cả. Sau đây mình sẽ đi phân tích rõ để cho các bạn thấy được đâu là dấu hiệu khiến cho đau khổ trong chuyện hôn nhân, tình cảm. Điều mà rất nhiều những người xung quanh ta mắc phải. Khi ta nhìn tổng quan bàn tay thì ta có thể xét toán tới, đó là đường chỉ tâm đạo, vị trí mình khoanh đây. Các bạn có thấy không? Cấu trúc đường chỉ tâm đạo bị lu mờ. Hai cái khúc mình khoanh tròn màu đỏ đây thì nó tương đối đậm. Đến bắt đầu cái khúc giữa thì nó bị đứt lìa và chắp nối. Và cấu trúc vị trí mình khoanh tròn màu vàng đây, đường chỉ này rất mờ và nó như là hai lằn chắp nối. Đó là dấu hiệu đổ vỡ trong chuyện hôn nhân, tình cảm không được tốt, khó được trọn vẹn, rất là xấu nhé. Cho những ai sở hữu đường chỉ tâm đạo cấu trúc không đồng nhất và bị đứt lìa làm đôi như thế này, các bạn phải quan sát thật tinh mắt thì mới nhận rõ được cái điều này. Những người mới tập xem tay sơ đẳng sẽ không xét đoán được vấn đề này đâu. Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ, ta thấy rõ đó là đường chỉ nó bị tách chia ra làm hai. Đây là dấu hiệu đổ vỡ nhé. Vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Đó là những người mà đã có hôn nhân rồi sớm muộn cũng dễ dẫn tới sự đổ vỡ. Còn những người mà chưa kết hôn hoặc chuẩn bị lấy chồng, họ cũng rất thất vọng về đường tình cảm của bản thân. Bởi vì đường tình yêu đôi lứa luôn luôn bị một cái thế lực vô hình nào đó ngăn cản, khiến cho không thể tới được. Nhiều khi tình yêu dành cho nhau còn rất nhiều, nhưng bị ngăn cản bởi gia đình một trong hai bên, hoặc bị những lời đàm tiếu khiến cho chuyện hôn nhân không thể nào tiến xa hơn. Xin đồng cảm với chủ nhân của mẫu bàn tay này. Và cũng có một cái dấu hiệu nữa thể hiện rõ, đó là vị trí mình khoanh tròn đây, màu xanh. Đây được gọi là đường chỉ hôn nhân. Cấu trúc của đường chỉ hôn nhân này thì rất là mờ, không có đậm sâu. Tiếp theo nữa, ta thấy nó bị vảnh lên trên. Đấy, các bạn thấy không? Đây sẽ là dấu hiệu của người phải chịu nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm. Tình yêu không có hạnh phúc, rồi chuyện chia tay. Đó sẽ là cái điều sớm muộn phải xảy ra, không thể nào tránh khỏi. Có rất nhiều cấu trúc của đường chỉ hôn nhân khiến cho bản thân bạn phải tan vỡ. Ví dụ như là nó bị phân nhánh ra làm hai như thế này. Rẽ là mình đuôi cá. Hoặc nó cứ như thế này, tua rua ra như thế này, bị cắt phá. Đó cũng là dấu hiệu thật đáng buồn cho chuyện tình cảm hôn nhân của bạn. Nãy giờ ta vừa lý giải về vấn đề hạnh phúc hôn nhân rồi. Tiếp theo mình sẽ đề cập tới về vấn đề tài lộc của chủ nhân mẫu bàn tay này. Xem bàn tay này có giàu có được hay không nhé, thành tựu được hay không, và nên làm gì để cuộc đời sẽ khá hơn. Chủ nhân mẫu bàn tay có chia sẻ thực với mình, hiện tại đang đi làm thuê cho một tập đoàn hay là một nơi công sở nào đó, nhưng cuộc đời vẫn gặp nhiều bấp bênh khó khăn. Thì cái dấu hiệu này nó thể hiện rất rõ trên đường chỉ sinh đạo, vị trí mình khoanh tròn màu đỏ đây. Các bạn thấy rõ không? Đường chỉ sinh đạo xuất hiện đường chỉ tài đạo hướng lên. Những quý vị nào theo dõi mình biết bao nhiêu năm nay cũng biết rõ đây là đường chỉ mang lại may mắn, tiền tài vào, kinh tế khá. Từ mốc khoảng từ ngoài năm 32 tuổi, cái vị trí nó hướng lên này, nó ứng vào thời điểm năm 32 tuổi. Nhưng cái đường chỉ tài đạo hướng lên này nó rất là mỏng manh và còn bị cắt phá bởi những cái đường cắt ngang từ gò kim tinh, cắt qua đường chỉ sinh đạo và cắt cả đường chỉ tài đạo luôn. Đấy, các bạn thấy rõ không? Nó cắt như thế này. Người sở hữu dấu hiệu này sẽ làm được tiền, kinh tế sẽ khá, nhưng rồi tiền bạc cũng chả giữ được, bởi vì bị những cái nét cắt phá nó đem lại cái sự rủi ro, khiến cho tiền của có làm được cỡ mấy
rồi phải gặp nhiều biến cố, phải ra sạch sẽ. Rất nhiều quý vị đặt lịch coi bên mình sở hữu cái đường chỉ cắt ngang đường chỉ tài đạo như thế này, do quá nặng gánh gia đình, làm lụng được bao nhiêu, hy sinh cho gia đình người thân hết, rồi cho vay cho mượn, rồi đầu tư cũng thất bại, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, tích lũy không có, cuộc đời cứ phải loay hoay, khốn khổ khốn nạn vì tiền bạc. Và trên cái mẫu bàn tay này cũng có một cái điểm xấu nữa, đó là vị trí mình khoanh tròn đây, giao nhau giữa kẽ của ngón giữa và ngón trỏ xuất hiện kẽ hở. Các bạn có thấy rõ không? Đây là dấu hiệu thoát tài, tiền bạc dễ bị thất thoát, làm không tụ được của. Và theo kinh nghiệm của mình, những người sở hữu dấu hiệu này trong mẫu bàn tay phần lớn phải từ ngoài 52 tuổi tiền bạc mới động được lại. Còn trước 52 tuổi có làm được bao nhiêu cũng ra sạch sẽ hết bấy nhiêu. Tài sản hiện tại mình làm ra chưa chắc đã là của mình khi chưa bước tới tuổi ngoài 52 tuổi. Những quý vị nào sở hữu dấu hiệu này trong tay có thể tự chiêm nghiệm xem cái lời mình nói có chính xác hay không nhé. Và cũng cùng trên cái vị trí xuất hiện kẽ hở đó, nếu ta tinh mắt ta có thể thấy xuất hiện đường chỉ nó chạy vào kẽ ngón tay này, các bạn thấy không? Đấy. Nó lại càng tăng thêm cái giá trị xấu của cái kẽ hở này mang lại, làm được tiền nhưng mà cũng thất thoát hết, tiền của không cánh mà bay. Và chủ nhân mẫu bàn tay này cũng rất biết và tự ý thức cho cuộc đời mình, rồi đi xăm những cái nốt ruồi phong thủy màu đỏ mang lại may mắn. Nhưng mà mình xin chia sẻ luôn nhé, không có tác dụng gì cả. Xăm nốt ruồi phong thủy mà giàu có được thì tất cả mọi người trên thế giới này đều đi xăm hết để giàu. Xăm nốt ruồi nó chỉ mang nhằm cái mục đích duy nhất, đó là sao? Động viên bản thân, để cho bản thân yên tâm hơn thôi, chứ không mang lại may mắn. Nếu đây mà là những nốt ruồi thật nổi trên lòng bàn tay thì thực sự quá là may mắn. Nhưng nó là nhân tạo, vì thế chả có tác dụng gì cả, chỉ động viên bản thân thôi. Có rất nhiều người xăm nốt ruồi phong thủy trên tay xong làm ăn còn đen đủi lụi bại, chứ chả nhận được cái gì tốt đẹp cả. Vì thế mình khuyên những bạn nào đang có ý định đi xăm nốt ruồi phong thủy trên lòng bàn tay thì hãy nên dừng lại quyết định này nhé. Trên mẫu bàn tay này có sở hữu được một đường chỉ rất đậm, sâu. Đây được gọi là đường chỉ chí đạo. Và về phía cuối nó phân nhánh làm hai. Cái điều này chúng ta phải tinh mắt mới thấy rõ. Người sở hữu đường chỉ chí đạo đậm, sâu, rõ, phân nhánh làm hai sẽ là người thông minh, trí tuệ, có đầu óc tính toán, ăn nói cũng khéo léo nữa. Bởi vì cái dòng não của họ rất là tốt, học hành sẽ tới nơi tới chốn. Chủ nhân mẫu bàn tay hiện tại đang làm việc tại một cơ quan, công sở, phấn đấu biết bao nhiêu năm nay vẫn không thấy khá. Mình có đưa ra một lời khuyên, đó là hãy lên nhảy ra ngoài làm tự do, kinh doanh buôn bán thì sẽ gặt hái nhiều thành công hơn. Bởi vì phần lớn những người thành công theo con đường kinh doanh sẽ sở hữu cái đường chỉ chí đạo phân nhánh sẽ làm đôi về đuôi. Đây là lời khuyên chân thành. Hy vọng chủ nhân mẫu bàn tay có theo dõi được cái video này, hãy cố gắng nghe và ghi nhớ lời mình để biết áp dụng cho cuộc đời. Còn nếu vẫn làm ở cái nơi hiện tại, mình thấy có phấn đấu biết mấy chục năm, đến hết đời, đến nghỉ hưu đi chăng nữa cũng chả nhận lại được cái gì vẻ vang cả. Nó chỉ là nằm trong một cái vòng an toàn mà thôi, không có sự đột phá, chỉ là người làm công ăn lương, đi làm thuê cho người ta, sai đâu làm đó, không có gì cho riêng mình cả. Nhiều khi đóng góp cho công ty, cho tập thể 10 phần nhưng nhận lại chỉ có 2-3 phần mà thôi. Vì thế những quý vị nào đã phấn đấu cho một cơ quan, một tập thể nào đó cả chục năm đến vài chục năm mà vẫn thấy cuộc đời không ngóc đầu lên nổi, nếu trong mẫu bàn tay đường chỉ chỉ đạo phân nhánh như thế này, hãy đừng chần chừ nhảy ra ngoài kinh doanh đi. Mình tin chắc về kinh tế của các bạn sẽ được cải thiện rất nhiều đấy. Tiếp theo, trên đường chỉ sinh đạo này, cái giai đoạn về cuối nó bị lu mờ rất là ngắn. Và ta quan sát ở khu vực mình khoanh tròn màu xanh, ta thấy xuất hiện rất nhiều gân xanh. Vị trí này nằm trên gò kim tinh. Người nào sở hữu gò kim tinh mọc quá nhiều gân xanh như thế này, nó đen, nó bao trùm hết vị trí gò này, sẽ là người hay đau ốm bệnh tật, cẩn thận các chứng bệnh về huyết áp, máu huyết, giãn tĩnh mạch, tim mạch, đau đầu. Đấy, rất là nguy hiểm nhé. Đây cũng sẽ là dấu hiệu của người về cuối đời,
suy yếu rất nhiều, hay bệnh tật liên miên, uống thuốc hoài mà không khỏi, luôn luôn phải làm bạn với bệnh viện, đi khám chữa thường xuyên vậy đấy, sống vì thuốc. Cái mốc này nó có thể rơi tầm từ ngoài sau 45 tuổi. Vì thế, rất đại kỵ cho những ai sở hữu gân xanh nằm tại vị trí gò kim tinh mà ở phần cuối của đường chỉ sinh đạo. Sức khỏe của các bạn không thể nào tốt được nếu vẫn còn dấu hiệu này trong tay. Tiếp theo nữa, ta quan sát cổ tay thì ta có thể biết chủ nhân mẫu bàn tay này đúng là cả một cuộc đời bất hạnh. Ta không thấy được một cái vòng cổ tay nào nó rõ ràng thì cuộc đời phải chịu nhiều vô cùng đắng cay, làm hoài không thấy khá nổi, kinh tế eo hẹp, chuyện hôn nhân tan vỡ, chơi với bạn bè cũng dễ bị bạn bè phản, sức khỏe thì kém. Người mà không có một cái vòng cổ tay nào rõ ràng, chắc chắn tuổi thọ sẽ không cao được, cũng là người rất thiếu phước. Thực sự xin chia buồn với chủ nhân của mẫu bàn tay này. Chủ nhân mẫu bàn tay, hãy chăm lo làm phước thật nhiều, làm những việc công ích, giúp đỡ những người xung quanh, san sẻ thật nhiều, thì hy vọng có thể dùng đức năng để thắng số. Chứ cứ theo đà này, cuộc đời sẽ chả biết đi về đâu. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cách nhìn thật là mới mẻ đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.